Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Vào buổi chiều hôm nay em có mặt tại dòng sông Chợ Gạo với một đoạn mới déo xà lan, cô chú anh chị cùng xem với em. Đây là một chiếc xà lan của Bến Tre rất là lớn luôn. Xà lan này đang chạy về Bến Tre nè các bạn. Và đây có một chiếc tàu đầu kéo con sắt hay sao chở rừng cẩu rất là lớn luôn các bạn. Tàu đầu kéo này đang chạy cầu chờ hướng về Chợ Gạo các bạn. Tàu đầu kéo này chở bông sắt mà sao chở hàng rất là nhiều luôn các bạn. Và đây có một chiếc xà lan chở đá các bạn. Vào chiều hôm nay nước lớn nên xà lan chở đá đi rất là chạy, rất là thuận nước luôn các bạn. Chạy về cầu Rạch Miễu. Và đây là chiếc xà lan chở đá nè các bạn. À, đây có một chiếc tàu đánh cá là chạy xoáy nước luôn các bạn, rất là lẹ luôn. Đây là có một chiếc xà lan chở đá nè các bạn. Những xà lan chở đá ở các tỉnh chạy về sông Chợ Gạo các bạn và về Bến Tre. Xà lan này đóng 2009 rồi các bạn, của Cần Thơ.
Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem video của ông Hạnh miền Tây.